Cập nhật của Hiệp hội Cà phê Cà cao Việt Nam cho thấy lũy kế 5 tháng đầu tiên vụ 2023-2024, Việt Nam xuất khẩu gần 765.000 tấn cà phê, kim ngạch đạt trên 2,36 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,5% về lượng và tăng 39,4% về giá trị so với cùng kỳ niên vụ trước. Từ các yếu tố lạc quan về giá, báo cáo sản lượng cà phê toàn cầu và nhu cầu nhập khẩu của các nước, Vicofa nhận định xuất khẩu cà phê niên vụ 2023-2024 của Việt Nam có thể đạt 4,5 đến 5 tỷ đô la Mỹ. Giá cà phê sẽ tiếp tục neo ở mức cao, đặc biệt nếu các nền kinh tế lớn trên thế giới tiếp tục giảm lãi suất, xuất khẩu cà phê sẽ tiếp tục hưởng lợi ít nhất trong nửa đầu năm 2024.